không một lời nào nữa. Tham vọng đầy tội lỗi. Vợ nhé. Anh này nhiều chuyện quá đi ạ. À. Không trai gái chở nhau vô công viên làm cái gì? Em về đi. Con đường dài mù lối. Hạnh phúc của em là anh. Mày ngạo quý lắm hả? Người hỡi. Đi đi lại đi. Nếu hôn thủ của mợ kẹt trái tim như tổ phá thì bị tác động. Không có dễ dàng như vậy. Trao đổi hả? Con người cùng hận thù chất chứa. Không còn là ta. Ước mơ giờ tan biến. Cả tôi và cô đều không muốn có cái bao này. Bình yên. Nhớ đó. Không có một chàng bà phải trả giá nữa. Cô không phải là mẹ con. Ta mãi lạc lối. Vì sao ta mãi. Nếu mà không nói tôi sẽ nói. Còn anh đâu có giống như người bị động chứ. Dạ, lường xanh của chủ. Người hỡi, còn con á, chẳng lường của quý lớn. Lối xưa bà đã lỡ cụ thể. Không thể như vậy được. Vì sao con tim lạnh giá. Vì sao con tâm. Phải, cuộc sống rất công bằng. Không có tội lỗi nào tự thân nó tan biến đi được. Nó chỉ ngủ yên để đợi đúng thời cơ tỉnh giấc. Còn lại say dứt khôn Từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều, anh làm gì và đang ở đâu? Tôi đang họp với các đối tác ở Đồng Nai. Theo như người nhà cho biết là bà Thanh Vân có tiền sử bị bệnh tâm thần, có phải không? Sau khi sinh đứa thứ ba, thì vợ tôi bị trầm cảm. Lúc đó, ba vợ tôi vừa mất, nên cổ càng u uất nhiều hơn. Đã mấy năm nay, cổ đã phải dùng thuốc an thần hàng ngày. Vậy loại thuốc nào và toa thuốc có chứng nhận của bác sĩ không? Có, bác sĩ Long, chuyên khoa tâm thần, ở phòng khám đầu đường. Thuốc cũng do chính bác sĩ kê toa và bán. Vậy bình thường ai là người cho bà Thanh Vân uống thuốc? Cô tự uống. Những ngày gần đây, bà Thanh Vân có biểu hiện gì khác thường không? Chúng tôi có cãi giả một chút. Cả hai bất đồng về việc quản lý công ty. Và một chút hiểu lầm. Anh có thể nói rõ hơn được không?
Gần đây, vợ tôi thường có những phát ngôn bừa bãi ở công ty. Tôi lo là sẽ bị dị nghị, nên là cũng có la cổ. Rồi có một lần đãi các đối tác ăn uống ở nhà hàng, cổ cũng tới đó để gây rối. Nhưng sau đó thì mọi chuyện tôi đã giải quyết thật ổn thỏa. Tôi đã hiểu tất cả những biểu hiện đó là do bệnh tình của cổ, nên là hai vợ chồng đã làm lành. Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Bữa đó anh làm gì? Dạ, lên dọn phòng ở trển. Vậy thì bà Thanh Vân chết lúc mấy giờ? Dạ, lúc tôi phát hiện khoảng 10 giờ mấy. Dạ, lúc tôi chạy lên tôi thấy bà chết, tôi không biết mấy giờ. Vậy vợ chồng bà Thanh Vân có hay gây gổ không? Dạ, cũng có gây chút chút. Bà Thanh Vân bị bệnh tâm thần từ lúc nào? Tôi không biết, nhưng mà lâu lâu tôi thấy hơi lãng trí chút. 2 giờ chiều nay cô làm gì và đang ở đâu? Dạ, tôi đi đón bé Thảo. Khi cô về nhà thì bà Thanh Vân đã chết chưa? Khi tôi vừa về thì nghe tin là bà chủ mới chết. Có những sai lầm chỉ có thể sửa chữa bằng cách tiếp tục phạm sai lầm. Vân, cô, tất cả là do cô, không phải tôi, tất cả là do cô. Tại cô quá tham vọng, cô là một con rắn độc. Ah!
vòng này, em sẽ chết cho anh coi. Cô chết đi. Dạ mời ông chủ uống cà phê. Dì để cửa cho tôi. Đi từ từ thôi con. Dạ. Thưa ba mới về đi con. Thưa ba, con mới đi học về. Thôi cô đi chơi đi. Dạ. Chuẩn bị đi ăn cơm nha. Dạ. Ờ, ông chủ, luật sư Hải tới rồi. Ờ, cảm ơn. Ông chủ bỏ bữa nữa rồi. Thôi, lo ăn cơm luôn đi em. Ông cũng vậy, ngồi ăn luôn đi. Dạ. Ê. Ê. Điều này coi bộ tụi nhỏ đi sớm hơn tôi với bà nghĩ rồi. Thì thấy luật sư tới đây bàn cái chuyện đó rồi còn gì nữa. Tụi nhỏ sao vậy chị? Thì mấy đứa nhỏ nè, ổng định đem về bên nội ở rồi. Ờ, không không, không có được. Tại sao? Em thấy rồi đó, mấy tuần nay ổng có quan tâm gì tới mấy đứa nhỏ đâu. Bữa bà nội qua rước mấy đứa nhỏ về bển, rồi lo thủ tục xin chuyển trường gì đó. Thiệt tình. Thế ổng buồn chuyện bà chủ. Rồi bấy lâu nay ông không quan tâm tới bà, thì ông cảm thấy có lỗi với bà, nên từ đó cảm thấy có lỗi với mấy đứa nhỏ vậy thôi.
mấy đứa nhỏ đi rồi, em cứ xin ở lại đây làm việc nhà. Không sao đâu, đừng lo. Dạ. Ăn đi. Sẽ trở nên nguy hiểm. Mẹ không sợ nguy hiểm cho bản thân mình, chỉ sợ nếu xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không được ở gần con. Như tôi đã từng nghĩ, có những sai lầm chỉ sửa chữa bằng cách tiếp tục phạm sai lầm mà thôi. Ông chủ, tôi có chút việc muốn trình bày với ông được không ạ? Chị vô đi. Tôi nghĩ ông chủ nên đọc qua cái này. Là gì vậy? Tại sao tôi phải đọc nó? Có thể coi như đây là thư tuyệt mệnh của bà chủ. Ở đâu chỉ có những thứ này? Tôi lấy nó ở bàn phấn của bà chủ vào ngày xảy ra chuyện, lúc công an chưa tới. Tại sao chị làm vậy? Tôi không muốn có thêm rắc rối nào nữa. Dù có xảy ra chuyện gì thì người phải chịu những mất mát đó là những đứa nhỏ. Nghĩa là chị đã biết trước là sẽ có lá thư này. Phải. Tôi đã
đã đọc lén qua trước. Khi mà thấy bà chủ viết đi viết lại rất nhiều lần. Vậy mà chị không ngăn cản, tại sao chị lại không nói với tôi? Chị vẫn để cho chuyện đó xảy ra. Tôi đã cố, nhưng mà thời gian đó ông không về nhà, tôi không gặp được ông chủ. Còn bà chủ thì chắc ông cũng hiểu, khó mà nói chuyện hay chia sẻ gì được với bà chủ. Tới khi mà tôi thấy bà chủ tươi tỉnh, tôi cứ đinh ninh là bà chủ đã vui vẻ trở lại. Tôi đã không đề phòng, lúc đó tôi đang đi rước bé Thảo, không ngờ đủ rồi. Ai biết chuyện này nữa không? Ông là người thứ hai ngoài tôi. Vậy thì còn lá thư nào khác ngoài lá thư này nữa không? Dạ thưa ông chủ, chỉ còn vài lá thư nhát thôi, nhưng mà không có gì quan trọng đâu. Ở đâu? Tôi cất nó đi rồi. Chị vào đây chắc là phải có yêu cầu nào đó. Tôi nói đúng chứ? Hy vọng là sau khi đọc xong lá thư thì ông chủ sẽ bớt đi phần nào dằn vặt và sẽ không cảm thấy có lỗi khi đối diện với mấy đứa nhỏ. Còn gì nữa? Dạ, xin ông đừng gửi tụi nó về bên nội, có được không? Tôi bao nhiêu năm nay lo cho tụi nhỏ, tôi thương tụi nó như con của mình. Tôi chỉ mong ông chủ suy nghĩ kỹ lại chuyện đó. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều chị nói. Chị ra ngoài đi. Dạ. Khoan đã. Chuyện ngày hôm nay tôi nghĩ là chị không... Tôi sẽ không nói với ai đâu. Vậy còn những bản nháp, tôi nghĩ là chị nên đưa cho tôi đây. Tôi sẽ đốt nó đi, ông chủ cứ yên tâm. Chị ra đi. Thank you.
tôi có một nỗi lo sợ ám ảnh và không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Trong trường hợp tôi xảy ra chuyện gì, đây chính là đơn tố cáo để mọi người biết rõ thủ phạm là ai. Một kẻ thủ đoạn. Từ lâu hắn đã có một dạ tâm chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi. Và bước đầu tiên trong kế hoạch đó chính là một đám cưới. Phải, kẻ đó chính là chồng tôi hiện giờ, Nguyễn Thế Cương. Tôi viết lá thư này trong tâm thế hoàn toàn tỉnh táo. Thế Cương, hắn cố giết dần giết mòn tôi bằng cách gán ghép cho tôi đủ loại bệnh tật trên đời này, từ suy nhược đến tâm thần. Hắn đã cô lập tôi, từ đó đã âm thầm chuyển nhượng tài sản qua tên hắn. Mọi người có thể kiểm chứng trong hồ sơ cổ phần hóa của công ty vận tải Thanh Dân. Khi đã có trong tay tất cả, hắn đã hành hạ tinh thần tôi không thương tiếc. Đến lúc tôi có bằng chứng hắn ngoại tình, mong rằng có thể giành được chút lợi thế trong trường hợp phải ly hôn, thì hắn đã ra mặt dọa giết tôi. Tôi bị khủng hoảng tinh thần vì những lời đe dọa đó. Hắn quản thúc tôi bằng những viên thuốc. Hắn đã nói nếu tôi không tự mình giết chết mình thì hắn sẽ làm điều đó. Ngày qua ngày, tôi sợ lắm. Tôi lo sợ vô cùng. Con người cô, hận thù chất chứa. Cô dùng cái chết để lôi tôi xuống cùng với cô. Tới khi chết, cô vẫn không cho ai được cái cơ hội để tiếc thương mình. Là do chính cô, nên cô đừng có trách tôi. Dân ơi dân, đọc nha. Ta sẽ tiêu diệt không cho một đứa nào đến gần. Bạn giỏi quá. Đúng là bạn đã được niệm chú để truyền sức mạnh rồi. Nên chắc chắn là bạn sẽ truyền sức mạnh lại cho mình. Ba về kìa con. Con gái, ở nhà có ngoan không? Dạ ngoan. Có nghe lời cô Mai không? Dạ có. Dù ông Cương có tỏ ra thân ái, tôi cũng dặn mình không bao giờ được quên ông ta là người như thế nào. Sự đề phòng đó không hề thừa. Ông Cương luôn nghi ngờ rằng tôi còn giữ những bản nháp của lá thư. Việc tôi nói dối có những bản nháp trong tay có thể giúp tôi an toàn khi ông ta không tìm thấy được nó, nhưng đồng thời lại khiến tôi lo sợ không yên.
ăn đi con. Nè con, ăn đi con, gấp cho em đi con. Nhưng dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích của mình. Ông Cương đã bình tâm lại khi hiểu ra rằng Thanh Dân không xứng đáng được thương tiếc. Ông ta đã lấy lại được tinh thần, và nhất là không gửi những đứa trẻ về bên nội, không gửi con của tôi đi. Từ giờ trở đi, mọi người dọn cơm xong rồi ngồi ăn với nhau luôn, đừng có người trước kẻ sau nữa. Anh Bảy, chị Bảy, vô ăn luôn. Dạ. Cả cô Mai nữa. Dạ. Chị Bảy bới cơm đi. Dạ. Mọi người cứ tự nhiên. Ăn đi. Nè con. Dạ. Chú Út, ổng vẫn còn sân si vậy sao? Dạ, nội bộ bên đó đang bắt đầu dữ dội lắm anh. Để lấy lại uy tín, ông Út đã tuyên bố đấu với anh Cương đó. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện con nít như vậy? Ổng không có nói suông đâu anh. Ổng còn bóng gió nói anh là đi đêm với mấy tay duyệt dự án đó. Mấy cái vụ này dễ đánh động dư luận lắm anh. Vậy thì cậu phải càng cẩn thận mỗi khi mà đi giao dịch đó. Dạ. Nhưng mà từ giờ đến kỳ họp cổ đông á, anh Cương cũng phải chú ý. Cái vụ mà cô Dân tự tử hồi mấy năm trước á, ông Út vẫn còn cay anh lắm đó. Không ngoại trừ ông sẽ kiếm chuyện phá anh. Tôi biết rồi. Những cuộc gặp gỡ, giao tế, em nghĩ anh cũng nên hạn chế lại. Dạ. Anh đừng có để bị ổng nắm đuôi trong lúc này. Sao hôm nay em làm việc này? Dạ, thưa ông chủ, tại ông Bảy về quê vài bữa cho nên là tôi vô đây tôi phụ ông Bảy. Tôi xin phép ông chủ. Mai,
Anh nghĩ là tụi nhỏ đã lớn rồi, em chắc phải thay đổi công việc thôi. Ông chủ, nhưng mà bé Thảo còn nhỏ mà, vẫn cần có người chăm sóc. Tôi xin ông chủ hãy cho tôi được chăm sóc bé Thảo. Ông chủ. Đâu có ai nói là em phải nghỉ việc đâu. Vậy là sao hả ông chủ? Em đã lo cho mấy đứa con của anh rất nhiều. Em đã yêu thương tụi nó nhiều hơn công việc của một người giữ trẻ. Đã đến lúc em nên nghĩ cho bản thân của mình thôi. Em có muốn tụi nó gọi em bằng mẹ không? Ông chủ, ông đừng có giận nữa. Tôi... Em chỉ cần trả lời, em có đồng ý làm vợ anh không? Chỉ đơn giản là một sự đổi chác, để cái bí mật kia được giấu kín mãi mãi, để cái mặt nạ của ông Cương không bị lộ trần, để củng cố những gì ông ta cất công gầy dựng. Nhưng lời đề nghị này khó mà cưỡng lại được. Thành Cường sẽ gọi tôi là mẹ. Gọi tôi là mẹ. Thử hỏi còn điều gì mà tôi không dám từ bỏ đây. Ông Cương trao cho tôi danh phận người vợ. Không có đám cưới, không có nghi thức nào ngoài bản thỏa thuận trước hôn nhân và một buổi tiệc nhỏ ra mắt.
cô chơi chung với con nha. Con ghét cô. Con đã nói con ghét cô mà. Để con một mình đi. Cường. Cường à. Cô biết á, là con không có thích cô. Nhưng mà cho cô ngồi đây nha. Con đã nói con ghét cô mà. Sao cô đi theo con hoài vậy? Cô không phải là mẹ của con. Cường, Cường. Nói cho cô biết, tôi cũng không muốn có nó ra đời. Vốn không công bằng. Sai rồi. Sai rồi. Cuộc đời rất công bằng. Những kẻ gian trá như tôi làm gì có được thứ hạnh phúc như mong muốn chứ.
Dạ, em nghe anh. Dạ, hồ sơ nào ạ? À, em biết rồi. Dạ. Chuyện gì vậy Mai? À, anh Cường ảnh bỏ quên bộ hồ sơ ở nhà. Anh nhờ em đem lên công ty giùm. Ôi trời, để chị kêu một tiếng nó đem cho. À, dạ thôi khỏi, để em đem đi. Để nó ở nhà nó ôn thi chị. Em đi nha. Chạy xe sao bị phạt hoài vậy? Mày á, ẩu lắm cho nên ổng la mày là phải rồi. Thằng này á mà... Anh Tư. Bà đó là ai vậy? Người của công ty hả anh? À, bà Mai, bà chủ đó. Bà chủ? Ừ, bà chủ. Vợ sao có ông chủ? À, bà quản lý khâu nào trong công ty? Có quản lý gì đâu. Bà biết gì đâu mà quản lý. Ở nhà trông con thôi, không có làm trong công ty. Rồi hai ông này, mấy cái giấy phạt sao rồi? Dạ. Mai. Hả? Có chuyện gì? Bình tĩnh nói cho em nghe nè. Có chuyện rồi. Anh lái xe lỡ đụng ta. Anh bỏ chạy. Nhưng mà người ta nhận được bãi số xe của anh. Bây giờ chắc tụi thằng bảy nó cho người ta biết nhà mình ở đây. Tên nào người ta cũng bắt anh rồi em ơi. Mở lên em. Dầu đầu mở lên. Vậy nhưng mà bây giờ mình đi đâu? Em gom đồ đi, chạy trước đi rồi tính. Phải, cuộc sống rất công bằng, không có tội lỗi nào tự thân nó tan biến đi được. Nó chỉ ngủ yên để đợi đúng thời cơ tỉnh giấc. Đó là lúc ta có tất cả và không đề phòng nhất. Và tôi sắp phải đối mặt với một cơn ác mộng mới của đời mình. Mai. Mai, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại em. Là ông. Má con mình an tâm mà đi thôi. Nhưng tại sao phải giấu ba Cương vậy má? Cho mẹ không biết. Má sẽ giữ gìn không gặp ông nữa. Bao nhiêu đây thôi á, đã đủ làm để nó nhựa xương rồi. Nhanh lên. Thằng Tiến. Thằng Tiến làm sao rồi? Dạ, bác sĩ đang kiểm tra. Chưa xong đâu. Ý ông là sao? Chim sâu cũng lấy tuổi ác. Đây là đời còn lại xây dựng. Còn đây là Phan, sẽ
sẽ thay thế chương trình lái xe cho má. Tôi chỉ không hiểu tại sao má không cho con nói ra sự thật. Chỉ cần tìm được sơ hở của ông, tôi sẽ có cách. Cô bán vé số sao mà tưởng như trò dữ vậy chú Phan? Cái này là nghiên cứu về xác suất dòng quay sổ số. Em hứa một tuần lễ nữa thôi em trả cho anh liền. Tôi biết một chỗ có thể giúp cậu được. Chuyện của tôi không tất ai sẽ vô hết. Chẳng lẽ má con mình cái chuyện thì thôi qua như vậy sao má? Má đã từng sống cảnh này rồi, cho nên má hiểu. Yên thật à. Yên thật, mà để nó đánh đằng nhỏ như vậy à? Những bí mật tội lỗi một khi bị phát hiện giống như tế bào ung thư. Em là người đàn bà thông minh mà, em thông minh hơn cả anh nữa mà.